Thực hiện theo sự chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, trong 2 ngày qua, Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Thạnh đã thành lập đoàn đến làm việc với các chủ đầu tư, đơn vị thi công các dự án công trình nhằm tháo gỡ khó khăn về tiến độ thi công và giải ngân vốn. Tổng vốn xây dựng cơ bản năm 2021 của huyện Vĩnh Thạnh được thành phố giao là 239 tỷ 724 triệu đồng. Địa phương đã phân bổ cho 82 dự án, gồm 15 dự án chuẩn bị đầu tư, 14 dự án quyết toán hoàn thành, 10 dự án chuyển tiếp và 43 dự án khởi công mới. Do dịch bệnh, một số công trình dự án bị gián đoạn. Để nâng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Thạnh yêu cầu các đơn vị báo cáo cụ thể về năng lực thi công, các biện pháp phòng dịch, khối lượng thực hiện, vân vân, đồng thời cam kết về tiến độ. Đối với các phòng ban giải quyết ngay những bất cập phát sinh, riêng các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư phải tuân thủ nghiêm các nguyên tắc trong quản lý dự án, kế hoạch sử dụng vốn được phân bổ, tổ chức lựa chọn nhà thầu, tiến độ thực hiện hợp đồng, nghiệm thu hoàn thành, quyết toán, tất toán dự án theo quy định. Các cơ quan được giao nhiệm vụ thẩm định dự án phải bảo đảm tiến độ, không kéo dài. Đối với các dự án đã hoàn thành, nhanh chóng nghiệm thu đưa vào sử dụng và quyết toán, thanh toán và tất toán trong năm nay. Huyện Vĩnh Thạnh đang dồn sức tập trung giải ngân cho đến hết năm nay đạt khoảng 180 tỷ 319 triệu đồng, chiếm 75,22% kế hoạch vốn được phân bổ.